Xin kính chào quý đại lý và quý khách hàng. Hôm nay hàng nhập khẩu Âu lại làm video này gửi đến quý đại lý và quý khách hàng giới thiệu về mặt hàng tẩy da chết của Hàn Quốc. Thế thì hôm nay là đến cái nhãn hiệu hàng hóa là Arahan của Hàn Quốc. Có thể là quý vị nhìn qua đây thấy nó cũng rất là dễ gần rồi, bởi vì là hàng này cũng đã được bán tại thị trường Việt Nam khá nhiều năm. Thì hiện tại là hàng nhập khẩu Âu đang phân phối tại thị trường Việt Nam là bốn loại tẩy da chết mang nhãn hiệu Arahan, là Arahan Lemon, đây là từ chiết xuất từ chanh, một Arahan Apple là từ táo, và một cái nữa Arahan Aroma là chiết xuất từ oải hương. Thì đấy là ba loại cơ bản, và một loại nữa là Arahan chiết xuất từ thảo dược. Thì như cái mà trên sản phẩm quý vị đang nhìn thấy đây, thì hàng nhập khẩu sẽ tách làm 4 video riêng để đính kèm lên trên web cho quý vị theo dõi cho được dễ. Thì trước mắt là xin giới thiệu về cái hình thức của cái sản phẩm này, và thứ hai là đến nội dung rồi mình sẽ review sơ sơ thôi nhé, tại vì trên mạng hiện nay cũng có khá nhiều các bạn là nữ review rất là chi tiết, rất là đẹp, rất là hay. Thì mình với tính chất là nhà phân phối thì chỉ review với những cái căn bản thôi để cho quý vị theo dõi. Thứ nhất là về cái hình thức, quý vị có thể nhìn thấy Arahan Personal Green Care này, nhìn vào đây đã chúng ta đã thấy rằng là cái sản phẩm này là được chiết xuất từ thiên nhiên này. Lemon Peeling Gel, Peeling Gel là cái này là cái gel là tẩy da chết, lemon là chiết xuất từ chanh. Thì quý vị nhìn lên trên này là có thấy bốn cái dấu phẩy, đây là tương ứng với bốn cái công dụng cơ bản của sản phẩm này. Thứ nhất là tẩy tế bào chết, hay mình gọi là tẩy da chết. Thứ hai là controlling, là rebum, là hạn chế cái bã nhờn, điều tiết cái bã nhờn. Thứ ba là tẩy cái blackhead, là cái mụn đầu đen. Đấy, là giúp làm sạch cái mụn đầu đen. Và cái công dụng thứ tư là làm sáng da, làm trắng da đấy. Cái này là nhiều chị em chắc là thích rồi. Thế còn ở phía dưới là người ta cũng là mô tả lại thôi. Đây, công dụng trắng da đây, làm trắng và sạch da. Thì cái peeling này từ chanh này thì có chứa cái tinh chất chanh và cam. Thì nó giúp là tẩy các tế bào chết, làm mềm da, giúp da là sáng và sạch, đơn giản thế. Còn trọng lượng của cái trong một hộp này là có một tuýp, thì trọng lượng là 180 ml, tuýp thì khá là lớn. Thông thường là những cái tẩy da chết thì người ta chỉ tầm 120 hoặc 150 là to rồi, thế nhưng mà riêng cái hãng này là người ta sản xuất tới tận 180 cho thị trường Việt Nam. Việt Nam thì cái gì cũng thích phải to, hoành tráng, đẹp, sáng choang. Còn đây là mặt sau, đấy là mặt trước này, còn đây là mặt sau. Thì có một cái điểm khá là thú vị, cái này là để phân biệt với những cái hàng trôi nổi khác ngoài thị trường, là quý vị có thể nhìn thấy. Đây là cái niêm phong, nhưng mà cũng là kèm cái mã QR code luôn của nhà phân phối. Tí nữa tôi sẽ tít cái này để cho mọi người xem vào cái website của nhà phân phối. Đây. Tẩy da chết lemon white, từ từ chanh này, và giúp trắng da. Phần này là cái hướng dẫn công dụng bằng tiếng Hàn, còn phía dưới này là cái hướng dẫn thì công dụng tiếng Anh, các thành phần. Gel tẩy tế bào chết chứa tinh chất chanh và cam, thì giúp tẩy tế bào chết, làm cho da sáng mịn và sạch bóng, sạch sẽ. Thì đây là cái how to use, là hướng dẫn sử dụng. Thì cái này là sử dụng cho da mặt, một phần quanh mắt và miệng. Thì mình mỗi lần mình tẩy da chết thì từ 1 đến 2 phút để massage mặt bằng tay, sau đó là rửa sạch với nước ấm. Sử dụng cái sản phẩm này là từ 1 đến 2 lần một tuần. Thế còn cái dưới này là các thành phần
cấu tạo nên cái sản phẩm này, cái thành phần hóa học. Thì quý vị có thể xem cái thành phần này trên cái tem phụ hàng nhập khẩu Âu hoặc là trên website hàng nhập khẩu Âu thì cũng đưa rất là chi tiết. Còn dưới này là một số những cảnh báo là khi sử dụng sản phẩm này, khá nhiều, 8 cái cảnh báo sử dụng sản phẩm này. Đây, ví dụ như khi không sử dụng, nếu mà da chẳng hạn là bị bệnh bệnh ngoài da. Hoặc ví dụ như cái số 6 chẳng hạn này, chống đừng không sử dụng, không được để dây vào mắt. Số 7 là để xa tầm tay trẻ em. Này, số 8 chẳng hạn để nơi khô mát và tránh xa ánh sáng mặt trời. Hand Cosmetics hay là nhà phân phối. Thế còn nhà sản xuất là CNB. Thế thì nhắc đến CNB thì rất là thú vị, vì đây là một nhà sản xuất mình bản thân cá nhân của mình là rất là yêu thích. Thì CNB này quý vị còn biết đến là một cái sản phẩm mà được làm mưa làm gió trong thời gian qua, nhất là đối với chị em ở miền Nam, ở Nha Trang này hoặc là Sài Gòn hoặc là một số những tỉnh miền Nam, thì là rất là nổi tiếng đối với cái sản phẩm là đắp mặt nạ Amisil. Thì CNB cũng là nhà sản xuất cái đắp mặt nạ Amisil. Thì CNB là viết tắt của là Clean and Beauty, Clean and Beauty. Thì bản thân cái khái niệm CNB này cũng nói là rất nhiều cái phần nào cái tiêu chí của nhà sản xuất, đó là làm đẹp từ các chất liệu sạch và hoàn toàn thiên nhiên. Đấy, CNB. Đấy. Thế thì mình biết là cái nhà sản xuất này là người ta đạt rất nhiều những cái chỉ tiêu mà rất là khắt khe của Bộ Y tế Hàn Quốc. Ví dụ như người ta cũng đã đạt được những cái chỉ cái ISO là 9001 này về thực hành sản xuất này, hoặc là ví dụ như các chứng chỉ nghiên cứu phát triển của COITA Hàn Quốc và nhiều những cái chứng chỉ khác này của Hàn Quốc. Thì CNB là một trong nhà sản xuất rất là nổi tiếng và người ta gia công cho rất nhiều cái thương hiệu lớn. CNB. Còn đây là phía đáy là cái hạn sử dụng. Đây lô sản xuất phía trên này, hạn sử dụng phía dưới này. Thế thì bản thân trong cái hộp vỏ hộp này cũng có cái thông tin này, và bản thân trên cái hộp ở phía trong này cũng có thông tin, thì lát nữa mình sẽ xem kỹ ở phía trong. Đây là cái hạn sử dụng thì tiếng Hàn là cái đọc ngược thôi. 4 số đầu tiên là năm, 2 số tiếp theo là tháng và 2 số tiếp theo là ngày. Thế như thế này là hạn sử dụng là ngày 17 tháng 12 năm 2022, là hết hạn 17 tháng 12 năm 2022 là hết hạn sử dụng cái sản phẩm này. Thì thông thường là cứ 2 năm kể từ ngày sản xuất đối với một số những cái mặt hàng hóa mỹ phẩm này. Thế giờ mình tít thử nhé, tít thử xem là cái dấu hiệu của cái nhà sản xuất như thế nào nhé. À đây đây nó còn có một cái thông tin nữa, thì đây là cái mã số mã vạch. Thế thì hai cái này là khác nhau hoàn toàn. Đây là cái mã, đây là số này là dành cho người đọc, còn vạch là dành cho máy đọc. Thì bản thân cái này là tiếng Anh nó có viết tắt là European Ethical Numbering, nó gồm 13 số. Thì 13 cái số này là cái nguồn gốc của nó là từ châu Âu, là để giúp phân biệt được là nước nào sản xuất này, rồi nhà sản xuất đấy là nhà sản xuất nào, và cái lô sản xuất là lô sản xuất gì, cái mã hàng đấy, và người ta kiểm soát được là cái hàng này. Nhưng mà xin thưa là cái hàng này hoàn toàn không có một cái công dụng gì liên quan đến hàng thật hay hàng giả. Hiện nay một số người, một số những phần mềm là tít vào cái mã vạch này và khẳng định rằng là tít vào đây biết hàng thật hay hàng giả, thì như thế là không không đúng sự thật nha. Cái mã số mã vạch này là hoàn toàn không có tác dụng gì liên quan đến là hàng thật hay hàng giả cả. Cái mã số mã vạch này là chỉ có cái tác dụng là biết là xuất xứ hàng hóa là do nhà sản xuất nào. Thế còn bản thân khi người ta làm giả rồi thì người ta làm giả luôn cả cái mã số mã vạch này nha. Thế cho nên là tít vào cái mã số mã vạch này mà để biết được hàng thật hay hàng giả thì như thế là không đúng sự thật. Đấy. Ở đây bây giờ mình thì tít thử xem này nhé, xem cái mã hàng này là cái mã QR code này là có đúng của nhà phân phối không nha. Thì để tít được cái QR code này cũng rất là đơn giản, thì quý vị vào trong phần Zalo. Thì trong Zalo là có cái phần QR code đấy. Đây. Mã QR code của Zalo này. Xong là mình tít vào đây nha. Ok, đây. Tít này. Rồi, xác nhận, mở link, mình thử mở xem nào. Đồng ý. Đây, bây giờ nó sẽ vào. Vào website Original Product. Đây, sản phẩm này là sản phẩm chính gốc. Đúng xuất xứ hàng hóa,
đúng xuất xứ rồi, còn thật thì không chưa biết nha. Không không sáu một bốn chín tám mươi, không không sáu một bốn chín tám mươi. Ok, đây mình vào thử nha. Đây là cái web của nhà phân phối này. Đấy, khá nhiều các mặt hàng khác nhau, toàn tiếng Hàn. Đây, Hans Cosmetics ở Onrise. Đây, Hans Cosmetics. Hans Cosmetics, ok. Đây, mình vào thử nhá. À, đây là toàn tiếng Hàn cả này. Mình cứ vào menu này. À, đây là nhà phân phối, người ta đang phân phối cái gì. Phần đầu tiên là giới thiệu. Giới thiệu về về họ này. Skincare là các sản phẩm về chăm sóc da này. Cleansing là các sản sản phẩm liên quan đến rửa mặt này, tẩy da chết, chăm sóc về tóm lại là rửa mặt đấy. Mask and Pack là các sản phẩm liên quan đến đắp mặt nạ. Make up là các sản phẩm liên quan đến trang điểm. Body and Hair là tắm và gội. ETC là các loại khác nữa. Thế đây, cái sản phẩm này của chúng ta là chắc chắn nó sẽ nằm ở trong phần cleansing này này. Đây, cleansing này. Đây, sản phẩm đầu tiên này. Cleansing này. Cucumber là cái sản phẩm liên quan đến từ sữa rửa mặt của dưa chuột. Trước hàng nhập khẩu cũng phân phối cái sản phẩm này, nhưng mà sau thì bán không được chạy lắm, nên là hiện nay là đang đang tạm dừng cái mã này. Đây là cái tẩy da chết Arahant thảo dược, đây chính là cái sản phẩm này. Thì hàng nhập khẩu sẽ làm cái video khác. Đây, đây là Peeling. Cái Arahant này là Arahant về than hoạt tính. Thì những cái người mà ví dụ như là mặt mụn này, nhiều tàn nhang trứng cá này, thế rồi là không được sạch sẽ nhiều lắm này, nên tóm lại là da mà bẩn quá chẳng hạn thì nên sử dụng cái này, hoặc là đàn ông anh em con trai thì nên sử dụng cái than hoạt tính này thì tốt. Đây là từ Apple, là từ táo. Thì sản phẩm hàng khẩu Âu cũng sẽ làm riêng một cái video về cái tẩy da chết táo này. Ở đây Aroma là cái chiết xuất từ hoa oải hương. Còn cái này là của chúng ta đây, trong video này. Đây là từ chanh. Đây, Arahant chanh. Đấy, là thành phần của nó này. Thế rồi là hướng dẫn sử dụng này, cách dùng này, vân vân. Thì thật ra bản thân thì hầu như chị em nào cũng biết cả. Thế cho nên cũng không cần giới thiệu nhiều về cái đấy. Đấy, cho mình sẽ xem trong cái hộp này là cái sản phẩm cụ thể nó như nào nhé. Ok. À, đây là mình bóc một cái sản phẩm ra. Đây đây, chị em nhìn này, rất là to, siêu to khổng lồ luôn. Nhưng mà trong này thì nó cũng không được đầy đâu nhé, chỉ tầm khoảng 2 phần 3 thôi. Người ta làm rất là đẹp này, để lên rất là hoành tráng nhá. Chất liệu nhựa cũng cũng đẹp, rất xinh xắn nhá. Đây, cận cảnh nhé, cho mọi người nhìn này. Đấy, cơ bản là các thông tin nó giống như ngoài vỏ hộp thôi. Đây nha, đây là hạn sử dụng nha. 17 tháng 12 năm 2022. Nãy vỏ hộp của mình đâu nhỉ? 17 tháng 12 năm 2022. Đây. Ok. Chính xác nhé. Vỏ như nào trong ruột thế. Đây thì các thành phần thông tin thì nó cũng giống như thế thôi. Đấy, nhưng mà mình thì không bóp được vì trong này là người ta đã niêm phong bằng một cái mẩu giấy bạc. Đấy, sản phẩm rất là tuyệt vời, hay rất là hay. Mở rất chắc chắn nè. Rất là chắc chắn, chắc tay. Cực kỳ đẹp đẽ luôn. Đây, chị em có thể nhìn cận cảnh này. Đấy, khi mình dùng là mình lột cái này ra. Hiện nay người ta đang niêm phong một cái giấy bạc.
Đấy, khi dùng bật cái này thôi, mình bóp này ra, đánh đều là đưa lên mặt. Nhiều chị em là cứ phun thẳng cái này lên mặt là không tốt đâu nhé. Nguyên tắc của tất cả những các loại từ tẩy da chết cho đến sữa rửa mặt là bao giờ thấy là người ta phải làm ướt tay này, xong là phun ra tay, xong người ta đánh đều trên tay này, rồi sau đó người ta mới bôi lên mặt và massage. Và massage cũng thế, massage là rất nhiều chị em là massage cũng rất là hoang dã. Nguyên tắc của massage mặt là bao giờ người ta phải massage ngược lên, nhưng massage từ trên xuống hẳn là nó dễ sệ ra, massage từ dưới dưới lên trên. Và rất là ngoài hàng ấy, thì những cái người mà người ta có cái trình độ cao, người ta massage mặt là không bao giờ người ta bỏ tay ra khỏi mặt cả, lúc nào tay người ta cũng trên mặt khách hàng, lúc nào cũng thế, luôn luôn là tay trên mặt khách. Đấy, nguyên tắc của massage. Thôi xin chào, hẹn gặp lại ở video khác.